Rồi xin chào tất cả mọi người. Đó thì sau khi mà chúng ta đã xử lý cho cái xài mình nó ra được những cái cây đọt mới rồi thì cái bước thứ hai mà mình phải làm đó là chúng ta sẽ tiến hành và ức chế cái xài để cho xài mình nó thả mầm hoa. Đó thì cái giải pháp ức chế mà nó hiệu quả nhất mà còn chúng ta sử dụng nó phổ biến nhất đó là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đổ cái bắt lo gốc. Đó thì ở trong cái bước thứ hai này thì nó cũng có một số cái vấn đề mà bà con chúng ta thường quan tâm, đó là cái thời điểm chúng ta xử lý đổ là thời điểm nào. Cái thứ hai là cái liều lượng chúng ta đổ cho một cây nó bao nhiêu là nó sẽ hợp lý, nó phù hợp. Và cái thứ ba đó là sau khi đổ thì chúng ta sẽ có chế độ chăm sóc bảo dưỡng tưới nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ xử lý, mình đổ gốc cái vườn sả cát này của mình và mình sẽ chia sẻ với cả mọi người. Đó, đầu tiên đó là cái thời điểm đổ. Cái thời điểm đổ thì chúng ta sẽ đổ ở cái giòn mà từ lá từ đỏ chuyển sang màu xanh, còn là giai đoạn lụa đó. Đây, giai đoạn này thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đổ trong giai đoạn này. Và tại sao chúng ta phải đổ trong cái giai đoạn mà lá lụa như thế, chúng ta hay gọi là lá lụa, vì khi mà cái cây đọt nó từ cái màu đỏ chuyển sang màu xanh như thế này, có nghĩa là cái cây nó đã phát triển gần như là toàn diện rồi. Nó phát triển về cái kích thước, về kích thước có nghĩa là cái về cái chiều dài của một cái cây đọt nè, nó phát triển nè, chiều dài của một cây đọt, và cái kích thước lá, cái kích thước lá thì nó phát triển là về chiều dài cũng như là chiều ngang, có nghĩa là nó buông lá, buông nó mở lá hết cỡ rồi, thì giai đoạn này thì nó chỉ việc nó xanh và nó dày lại nữa thôi chứ nó không phát triển về kích thước nữa. Đó thì ở giai đoạn này thì cái cây của mình nó đã phát triển gần như là toàn diện, nó phát triển là hết cái một cây rồi, thì nó không còn phát triển nữa. Đó. Về cái kích thước thì chúng ta đổ trong giai đoạn này thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái kích thước của cái cây chúng ta. Nếu chúng ta đổ sớm quá, chúng ta đổ sớm quá trong cái giai đoạn mà cái cây nó còn nhỏ thì nó hấp thụ bắt thu liền thì cái cây này nó sẽ không có được buông ra, cái cây nó sẽ bị ngắn, và những cái lá này nó sẽ không có được mở hết cỡ. Đó, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cơ của mình. Đó, thì khi mà cái cơ nó phát triển hoàn thiện như thế này thì sau này nó sẽ ra những cái hoa thì nó sẽ to và nó khỏe, nó mập hơn, nó tốt hơn. Và sau chúng ta không đổ qua trong giai đoạn lá già, thì ở trong cái giai đoạn mà lá già thì cái khả năng hấp thụ thuốc nó không có tốt bằng so với những cây đọt non. Đó, thì với những cái cây đọt non đó, thì nó còn non thì cái khả năng mà hấp thụ nước, chất dinh dưỡng như là phân thuốc nó sẽ dễ dàng hấp thụ nhiều hơn, nó dễ hấp thụ hơn so với những cây đọt già, những cái đọt lá già. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đổ trong giai đoạn nó non như thế này. Đó. Chúng ta không được đổ nó quá non, và chúng ta không được đổ nó già. Đó. Thì cái giai đoạn này được xem là cái giai đoạn lý tưởng nhất để chúng ta xử lý thuốc. Đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đổ trong cái giai đoạn này. Thì ngay cả bác lo đơn vị sản xuất người ta cũng khuyến cáo mình đổ trong cái giai đoạn mà lá lụa như thế này. Đó. Thì chúng ta chứ việc là chúng ta đợi cho cái cây mình nó lụa như thế này thì chúng ta tiến hành chúng ta đổ thôi. Đó, như vậy là nó sẽ mang lại cái kết quả tốt nhất. Cái thứ hai đó thì chúng ta sẽ xác định liều lượng để mà chúng ta xử lý, chúng ta đổ cho cái sản của mình bao nhiêu là nó hiệu quả. Thì để mà xác định được cái liều lượng bao nhiêu đó, thì chúng ta cần biết được thứ nhất đó là cái năm tuổi, cái độ tuổi của cây. Thì cái độ tuổi của cây nó sẽ đi liền với cái hoành thân và cái đường kính tán. Tuổi càng cao thì hoành thân và đường kính tán nó sẽ càng lớn. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ dựa vào cái liều lượng mà năm trước chúng ta xử lý. Nếu năm trước chúng ta xử lý với cái liều là nó ví dụ là 100 gram trong gốc thì năm nay chúng ta vẫn áp dụng với cái liều là nó gần như vậy hoặc nó hơn hoặc là nó bằng như vậy đó. Và cái thứ ba đó là chúng ta sẽ xác định dựa trên cái tốc độ sinh trưởng của cây ngay tại thời điểm mà chúng ta xử lý đổ này đó, là nó phát triển mạnh hay là nó như thế nào chúng ta xử lý đó. Thì nó có ba cái yếu tố mà chúng ta xác định đó. Thì đối với cái nhà sản xuất đối với cái thuốc thì người ta khuyến cáo là sử dụng 1 đến 2 gram cho 1 mét đường kính tán. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng với cái liều như vậy chúng ta xử lý thì cái xài của mình nó không thể ức chế được vì cái tốc độ sinh trưởng phát triển của xài nó rất là mạnh. Chúng ta áp dụng với cái liều như vậy thì nó rất là nhẹ, nó không có đủ để mà nó ức chế cái xài của mình để nó phân hóa màu hoa được. Do đó chúng ta phải sử dụng với liều nó cao hơn, nó cao hơn rất nhiều. Và nhiều như thế nào thì chúng ta dựa vào ba cái yếu tố mà mình vừa nêu đó để mà chúng ta có thể là xác định được đó. Thì nó chỉ có thể là chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta xử lý lâu năm thì chúng ta nhìn vào cái xài,
thì chúng ta mới biết là chúng ta xác định được bao nhiêu hoa, bao nhiêu lực cho nó hợp lý thôi. Còn với cái vườn này của mình thì với cái xài nó khoảng 35 quành như thế này thì mình sẽ sử dụng là 80 gram đó cho một gốc đó, 80 gram trong gốc. Thì năm ngoái thì mình xử lý là 70 gram đó, thì đã cho cái kết quả cũng tương đối là tốt rồi đó. Thì năm nay thì cái tốc độ sinh trưởng của xài mình thấy nó rất là tốt đó, cái khả năng sinh trưởng phát triển tại thời điểm hiện tại nè, sau khi mình tỉa cành tảo tán và thấy nó ra cơi rất là tốt đó, rất là khỏe đó. Hay gọi năm nay là thấy cái xài mình nó sung đó đó, thì mình sẽ tăng lên một xíu là mình sử dụng 80 gram đó, trong cây. Còn mà với cái xài của bà con mà cảm thấy là nó ra nó không được sung đó, nó không được mạnh, nó khỏe, thì bà con có thể là giữ với cái mức như năm ngoái, chúng ta giữ với cái mức liều như năm ngoái nếu mà chúng ta xử lý nó hiệu quả đó. Nếu năm ngoái bà con sử dụng 100 gram mà nó ra hoa đạt rồi đó, thì năm nay vẫn tiếp tục giữ với cái liều đó. Nếu mà cái xài bà con cảm thấy là nó cái khả năng sinh trưởng phát triển cái độ sung của nó hiện tại nó không có đó, thì bà con giữ liều đó. Còn mà thấy nó độ sung nó rất là sung, rất khỏe, thì bà con nên tăng liều. Chúng ta nên tăng liều thì cái hiệu quả nó mới đem lại, nó mới tốt được đó. Đó là cái cách để chúng ta xác định cái liều lượng đó. Còn thực tế như thế nào thì chỉ có thể là thực tế mới biết thôi, chứ còn xài của bà con như thế nào thì phải quan sát thực tế, theo dựa theo cái xài mà chúng ta sẽ xác định đó. Thì cái xác định cái liều lượng này đó, thì mình cảm thấy là nó rất là quan trọng, nó quyết định đến cái sự thành công hay là thất bại nằm ngay chính cái mà chúng ta xác định cái liều lượng này. Nếu chúng ta xác định mà chúng ta đổ với cái liều nó sai đó, là xem như là nguyên cái vụ đó chúng ta xử lý sai, nó sẽ không đạt hiệu quả. Rất là quan trọng cho cái bước thứ hai này, chúng ta xác định liều lượng đó. Thì sau khi mà xác định xong á, liều lượng xong thì chúng ta việc chúng ta xử lý đổ thôi. Thì trước khi đổ, nếu như dưới gốc có lá thì chúng ta sẽ dọn ra đó, chúng ta dọn ra cho khi chúng ta đổ xuống thì nó sẽ tiếp xúc với rễ ngay lập tức, nó tiếp xúc với đất, với rễ ngay lập tức, nó không nằm trên lá. Còn mà còn để lá đây chúng ta đổ lên thì sẽ bị nằm trên lá, thì nó sẽ giảm cái lượng thuốc lại đó. Rồi bây giờ mình chỉ việc mình đổ thôi. Với cái này thì mình đã có lượng rồi đó, thì lượng và cái cách đổ như thế nào thì ở cuối video mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người đó. Bây giờ thì mình chỉ đổ thôi, đổ một cốc như thế này là mình sẽ đổ một gốc, mình sẽ đổ một gô đó. Thì mình đổ với một cây của mình như thế này, mình đổ một phần bê đó. Còn cây của bà con to hơn có thể ta đổ với lượng nước nó nhiều hơn đó. Lượng nước chúng ta đổ là nên đổ với lượng nước nó nhiều một chút xíu cho nó tiếp xúc với nhiều rễ, cho nó rễ nó hấp thụ được lượng tốt. Đó, như vậy là chúng ta đã đổ xong đó. Thì trước khi đổ là chúng ta cũng nên giữ ẩm cho cây xoài của mình đó. Thì trước một ngày, ngày hôm trước chúng ta nên tưới qua một cái đi cho cây xoài của mình nó có độ ẩm đó. Thì hôm nay mình đổ thì nó sẽ thuốc nó sẽ hấp thụ tốt hơn, cắt nó đã có độ ẩm sẵn rồi thì nó sẽ giúp cây xoài của mình hấp thụ thuốc được tốt hơn đó. Rồi cái thứ ba đó là sau khi đổ xong thì chúng ta bảo dưỡng như thế nào đó, một vấn đề rất nhiều bà con chúng ta quan tâm đó. Thì bảo dưỡng như thế nào thì những việc chúng ta tưới trong vòng khoảng một tuần đó. Thì hôm nay đổ thì ngày mai mình tưới một cử đó, ngày mốt mình nghỉ đó, bữa kia mình tưới một cử, có nghĩa là cách một ngày mình tưới một ngày đó, mình tưới trong vòng khoảng 3 đến 4 cử nước là mình ngưng đó, mình cắt nước hoàn toàn luôn đó. Bắt đầu mình sẽ đi tới những cái giai đoạn tiếp theo là mình phun tạo mầm đó. Thì với cái cách đổ của mình hay áp dụng đối với những cái vườn mà nó có cái kích thước cây nó đồng đều đó, thì mình sẽ áp dụng theo cái cách là mình sẽ lường ví dụ như 1 ký mình đã xác định được 1 ký mình đổ bao nhiêu cây rồi đó, thì mình sẽ lường bao nhiêu cây là bao nhiêu lon nước đó, xong rồi mình sẽ khui hàng bắt lo đó, sau đó mình sẽ khui hàng bắt lo mình chọn đó. Đó. Thì mình sẽ khui bắt lo và mình chọn với cái số lượng mà mình đã xác định từ trước rồi đó, chọn thôi đó. Thì với mình đã xác định được, quan trọng là mình xác định được là cái cây của mình nó đổ khoảng cái lượng bao nhiêu đó. Mình chỉ việc mình xác định được đúng như vậy là được đó. Chúng ta không phải cân mà từ cây đó, rất là mất thời gian. Mình lường, mình xác định như thế này thì là mình xác định với cái nó cũng tương đối là nó chính xác đó, chính xác cho từng cây rồi, chúng ta không cần phải cân đâu. Đó thì khi mà pha xong nó sẽ có màu như thế này mọi người. Nó có cái màu cà phê sữa. Rồi, thì đó là cái cách pha của mình.
cách mà mình đổ. Rồi thì đó là cái cách mà mình đổ là như vậy. Thì bà con nếu mà có cái vườn tương tự thì có thể áp dụng như thế này cho nó nhanh, nó đỡ cái công lao động của mình ra. Và cái bát lo mà bên hôm nay mình áp dụng mình đổ cho cái vườn của mình đó là mình sử dụng cái hàng Atomin 15WB. Thì những năm trở lại đây mình áp dụng hàng bát lo này, nó đem lại cái kết quả nói chung cũng tương đối tốt. Thì năm nay mình tiếp tục mình vẫn áp dụng. Thì với cái chi phí của cái loại này thì nó cũng khá là rẻ. Với cái tình hình mà giá xài nó không được cao như những năm trở lại đây thì bà con chúng ta nên chọn những dòng sản phẩm nó có cái chi phí nó thấp chút xíu đó, để nó giảm cái chi phí mà bà con xử lý cái vườn xài thì nó giảm được phần nào thì nó đỡ phần đó cho bà con đó. Thì nếu bà con chúng ta có thể quan tâm thì có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại ở góc trên đây đó, thì mình sẽ hỗ trợ kỹ hơn về cái vấn đề giá cả như là cái hình thức mà vận chuyển là như thế nào đó. Thì cảm ơn tất cả bà con đã xem video của mình tới giờ phút này. Nếu thấy video của mình nó hữu ích thì mọi người hãy cho mình một like như là đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mà mình chia sẻ đến tất cả mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.